Xin chào tất cả các bạn à, Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi học sinh giỏi lớp 12 Đề thi chính thức của Sở Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021 Thì à, chúng ta đã làm các phần à, như là phát âm các bạn, à, dấu nhấn nha Và ngữ pháp và phần viết câu ở Central Stream và thầy đã bỏ trên Youtube rồi các bạn rồi các bạn theo dõi trên YouTube ha và phần phát uh, phần word form cũng bỏ luôn rồi rồi đây các bạn thì ở video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần sửa lỗi sai uh, ở trong đoạn văn các bạn rồi uh, các bạn hãy tham khảo các video khác ở trên uh, YouTube nha tất cách tốt nhất là các bạn hãy vào kênh và vào playlist các bạn rồi các bạn sẽ thấy một danh sách uh, các video về cái đề thi bởi vì video nó khá dài nên là thầy sẽ chia ra nhiều video để hướng dẫn cho các bạn. Rồi, ở trong cái bài tập dạng này các bạn thì chúng ta sẽ xác định lỗi sai và các bạn sẽ xem cái hàng nào hàng nào ha. Rồi, cái like số mấy số mấy các bạn. Ở trong đề thi thì làm như vậy các bạn. Còn ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn luôn ở trong cái bài thi này nha. Rồi. Thì uh, cái dạng bài tập này thì những lỗi sai các bạn thông thường là những cái lỗi rất là đơn giản nha nhưng mà nó lại cực kỳ khó thấy các bạn rồi khó thấy bởi vì người ta không có gạch chân ở dưới những cái từ uh, cho chúng ta lựa chọn các bạn mà chúng ta phải nhìn và khi chúng ta nhìn thì hầu như là uh, chữ nào chữ nào nó cũng uh, tương tự nhau nó khó thấy rồi thì để làm tốt dạng này thì các bạn phải cần phải quan sát tốt nha Rồi cần phải quan sát tốt và uh, đưa ra những cái phán đoán ha của cái từ chúng ta cần lựa chọn dựa trên những cái từ à, xung quanh. Rồi, ví dụ như câu số 1 à, đã được làm cho chúng ta các bạn. Ở đây thì các bạn thấy rằng ở đây từ in, Người ta sửa thành từ on nè. Rồi, có nghĩa rằng dependent, uh, depend on các bạn nha là phụ thuộc vào. Rồi. Thì chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái nguyên liệu rắn các bạn. Rồi, nguyên liệu uh, ở dưới lòng đất. Rồi, uh, và nhiều cái volume là cái dung tích nha là cái số lượng carbon oxide uh, khí CO2 các bạn mà chúng ta đã thải vào uh, quá nhiều trong bầu khí quyển rồi thì hầu hết nhà khoa học về khí hậu các bạn đã đồng ý rằng cái việc ấm lên toàn cầu thì bây giờ là không thể tránh khỏi được nha rồi không thể nào tránh khỏi được ở đây các bạn có cái từ in là không thể nào tránh khỏi được rồi, thì ở trong uh, câu này các bạn, thì các bạn thấy, các bạn quan sát có cái từ which, rồi, which đây các bạn, mà ở đây bạn thấy dấu phẩy ha, rồi, thì theo như chúng ta học, thì sau dấu phẩy thì các bạn sẽ không có dùng đát ha, rồi, tuy nhiên, ở trong câu này các bạn, cái từ which này của chúng ta, nó không phải là cái mệnh đề quan hệ, mà ở trong câu này các bạn, uh, bạn quan sát khúc này nè, đây bạn quan sát từ which nha cho tới cái từ agree rồi tới cái từ read à, tới cái từ warming thì tới đây thì nó là một câu các bạn rồi và cái từ is này là động từ nha rồi tới cái từ nowhere à, cái này là phần còn lại của câu ha chúng ta gọi là object rồi thì ở chỗ này cái từ which này là không đúng nha các bạn sẽ sửa thành từ that. À, vì sao các bạn đây không phải là mệnh đề quan hệ các bạn mà đây chính là à, mệnh đề Uh, danh ngữ ha hoặc là cách gọi tương đương có nghĩa rằng một mệnh đề sẽ làm chủ ngữ các bạn nên các bạn dùng dash hoặc là what nha và ở đây chúng ta sẽ dùng dash uh, các bạn rồi uh, các bạn sẽ dùng dash ở đây cộng một cái mệnh đề để làm câu cho để làm uh, chủ ngữ cho cái câu này rồi đây là lỗi thứ nhất nha thì theo trong bài thì các bạn sẽ kiếm năm lỗi các bạn ở đây là file mistake nè, năm loại các bạn Rồi Thì cái điều tốt nhất mà chúng ta Có thể hy vọng để làm Là giữ nó ở một mức độ phù hợp Các bạn, rồi Và uh, Thậm chí uh, Rằng Thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ Đòi hỏi nhiều nỗ lực Đòi hỏi nhiều thời gian nha Rồi, uphill task Đòi hỏi nhiều nỗ lực, đòi hỏi nhiều thời gian Xử lý các bạn, rồi rồi vào lúc này thì cái lựa chọn uh, nghiêm túc nhất ở trên bàn rồi cho cái việc này các bạn. Rồi thì giảm việc thải CO2. Rồi tóm lại là vào lúc này cái lựa chọn duy nhất mà đang được thảo luận là việc giảm khí CO2. Thì ở đây các bạn sẽ gặp một cái phrasal verb nha. Một phrasal verb các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có cái từ CUT DOWN ON. Rồi, uh, các bạn có CUT DOWN ON là giảm nha. Hoặc là CUT BACK ON các bạn. Rồi, tóm lại là chỗ này nè. Uh, CUT DOWN ON hoặc là CUT BACK ON. Chữ nào cũng được nha. Rồi, ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thay là bỏ đi cái từ uh, IN. Và thay vào là ON các bạn. Rồi. Rồi các bạn sẽ uh, bỏ in thấy on On đây Rồi Có nghĩa là giảm nha Là giảm cái sự thải CO2 Rồi giảm CO2 các bạn Rồi bỏ in thêm on uh, Bởi vì cut down on là giảm nha Nhưng uh, Trong khi một vài đất nước các bạn Thì đang uh, Major strides nè Đây Chữ này các bạn, nó cũng tương tự như cái từ effort là nỗ lực nha. Rồi, à, nỗ lực. Thì à, một dạng đặc trưng của dạng bài tập này thì người ta sẽ kiểm tra chúng ta các bạn. À, cái sự kết hợp giữa động từ và danh từ. Ở đây các bạn có cái từ doing nha. Rồi, doing. Giống như từ effort các bạn, thì cái từ stride này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là từ à, making nha rồi đang làm những nhiều nỗ lực các bạn đang tạo ra rất nhiều nỗ lực à, trong cái vấn đề này rồi ở à, đây là making thì phần lớn thì đang có những khó khăn nè. rồi thậm chí là stem rồi ở đây thì các bạn có một cụm từ là có cái sự khó khăn lớn ha đây có sự khó khăn lớn đây thì các bạn sẽ sử dụng work in như thầy nha chỗ này các bạn sẽ sử dụng là stem in là truy xuất các bạn rồi xác định cái uh, tỷ lệ gia tăng rồi nguồn gốc gia tăng rồi các bạn có originate from come from stem from ha rồi stem rồi là xác định nguồn gốc của cái sự gia tăng nè rồi thì ở đây các bạn có cái từ let alone các bạn là kể chi tới là cái việc mà đảo ngược cái tình huống này chúng ta có let alone Much less, still less các bạn Có nghĩa là kể chi tới nha Rồi Rồi các bạn có uh, cái chữ này Nghịch cảnh là Rồi Một cái sự gia tăng của những nhà khoa học Đang bắt đầu để mà khám phá Những cái phương án thay thế Rồi và tất cả họ đều uh, Đi theo ngọn cờ các bạn Rồi dưới cái biểu ngữ của Là đi theo cái hướng là kỹ thuật địa chất, rồi thông thường được định nghĩa như là một cái sự uh, lôi kéo các bạn, một cái sự lôi kéo nè, một cái sự trên cái phạm vi mô lớn của môi trường, rồi rồi bây giờ các bạn uh, thấy ra chúng ta đã tìm được một lỗi, hai lỗi các bạn, ba lỗi, bốn lỗi và chúng ta sẽ còn một lỗi cuối cùng nha. thì ở đây các bạn có cái từ này các bạn, à, nghịch cảnh là, rồi thì nó sẽ không phù hợp nghĩa này. À, các bạn có cái từ mà cũng tương tự thế này các bạn, nó sẽ được dùng ở đây. Và theo nghĩa của mạch câu, có nghĩa là hậu quả là nha. Rồi chúng ta sẽ sửa thành cái từ hậu quả là các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng cái thầy là consequently Rồi, hậu quả là, kết quả là. Rồi, hậu quả là, kết quả là. Ở rất nhiều nhà khoa học đang tìm kiếm để mà khám phá những cái phương án mới các bạn. Rồi họ đi dưới ngọn cờ của cái kỹ thuật địa chất và cái cái mà được định nghĩa như là một cái sự lôi kéo, cái sự kích thích trên phạm vi mô lớn về môi trường. Rồi chúng ta đã làm xong cái phần sửa lỗi sai của đề thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh Thanh Hóa các bạn. Rồi thầy rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Uh, tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo rồi xin cảm ơn uh, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn